Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại ra kênh YouTube của Bshop ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong một ngày trời khá là nóng, tôi hôm nay lại ngồi ở trong phòng quay của mình để tiếp tục cùng anh em review các cái sản phẩm vợt mới tới từ thương hiệu Yonex. Thì như anh em cũng biết, dòng tour của Yonex chúng ta đã biết đến là một dòng vợt được sản xuất tại Nhật này, đã có dòng Nano Ray này, dòng Asaber này và dòng Voltrix Tour. Các mã 3.300, 5.500, 6.600, 8.800 và 9.900, 7.700. Thì hôm nay có một cái sản phẩm tour mới về từ hãng Yonex, cũng được sản xuất tại Nhật. Nó cũng là tour nhưng mà trước đó nó là Aschoc Tour. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em các dòng Aschoc Tour. Hiện tại trên tay tôi đây là hai sản phẩm vợt mới nhất tới từ thương hiệu Yonex. Aschoc Tour 9.100 và Aschoc Tour 8.500. Hôm nay anh em chúng ta sẽ đi review sản phẩm vợt nhé. Đầu tiên, hôm nay anh em chúng ta sẽ đi tìm hiểu cây Aschoc Tour 9.100 trước anh em nhé. Thì về hình thức bên ngoài, chúng ta có thể nhìn thấy Aschoc Tour 9.100 sở hữu cho mình nước sơn lì với 3 phiên bản màu đen pha xanh, đen pha đỏ và đen pha tím. Thì đây là cái hình thức tôi nhìn khá là nổi bật. Đấy, nó sở hữu cho mình nước sơn lì nhìn rất là khỏe khoắn. Với 3 phiên bản màu, nhưng mà 3 phiên bản màu này thì khá nổi bật. Nhưng bởi vì pha màu trầm nên là tôi cảm thấy nó hơi trầm trầm một tí. Nó không được kiểu quá là sặc sỡ để chúng ta có thể để nhìn một cây vợt từ xa mà chúng ta có thể wow. Đấy, nhưng mà đổi lại thì chúng ta có cái sản phẩm Aschoc 8.500 sở hữu cho mình nước sơn bóng với là đen cam, đen đỏ và đen xanh biển. Thì sản phẩm này thì thường thường được phủ cái sơn bóng ấy, nhìn nó sẽ được gọi là bắt mắt hơn, nhưng mà về cái độ khỏe khoắn thì nó sẽ không được bằng sơn lì. Đấy, như anh em cũng biết thì lớp sơn bóng này thì một thời gian khi mà chúng ta chơi các thứ nhiều thời gian thì nó sẽ mất dần bóng đi, nên là cái nước sơn lì nó sẽ được bền hơn. Thì hai sản phẩm thì chúng ta có hai sản phẩm là 8.500 với nước sơn bóng và 9.100 với nước sơn lì. Thì chúng ta có thể so sánh hai sản phẩm này ở hình thức bên ngoài xem là nó có khác biệt gì nhau hay không. Thì tôi nghĩ cấu trúc khung Aschoc thì tôi nghĩ là nó tương tự nhau thôi. Về chiều dài cán cầm, chiều dài thân vợt, chiều dài mặt vợt thì 8.500 và 9.100 cho chúng ta cái chỉ số bằng nhau. Thân bằng nhau, mặt vợt như nhau và cán cầm như nhau. Thì vẫn là cái đặc trưng của dòng Aschoc thôi. Thì chúng ta vẫn có cái hai cái sản phẩm vợt có chiều dài trung bình như thế này. Không có cây nào ngắn hơn. Sở hữu cho mình, để tôi xem nào. Sản phẩm thì được sản xuất ở Nhật. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay sản xuất ở Nhật. Sở hữu cho mình công nghệ chống xoắn, là đây là công nghệ CS cap, nó không được cao cấp như EB cap tới từ Tour 88D Tour, 88D Game hay là 88D 88 Game, 88 Tour đấy, thì nó không sở hữu EB cap, nhưng mà nó cũng sở hữu cho mình công nghệ chống xoắn CS cap. Các cái công nghệ thì anh em có thể đọc thêm ở trên fbshop.vn thì chúng tôi sẽ không nói nhiều. Nhưng mà còn về cái phần đầu tiên, về phần hình thức thì chúng ta đã có các cái sản phẩm 8.500 có 3 phiên bản màu, 9.100 thì cũng có 3 phiên bản màu. Anh em cùng chúng ta đi tìm phần thứ hai. Như em cũng biết thì phần thứ hai thì chúng ta luôn tìm đến cái thông số kỹ thuật chi tiết của các sản phẩm. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái gì và là cái gì, điểm swing các thứ là bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đo. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là các sản phẩm vợt 4U anh em nhé, cho chúng ta cái lực căng phổ thông của dòng Aschoc là 12.5 kg. Cả hai sản phẩm là 9.100 và 8.500 đều cho chúng ta cái lực căng tối đa với phiên bản 4U là 12.5 kg. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cây này là thiên công hay là thiên về lối chơi gì, cân nặng của nó là bao nhiêu với cái máy đo swing này. Đầu tiên tôi sẽ cân cái cây 9.100 màu tím lên trước nhé. Sản phẩm 9.100 màu tím cho chúng ta cái trọng lượng là 84.2. Màu tím là 84.2 trọng lượng. Màu đỏ, màu đỏ cho chúng ta là cái trọng lượng 85.6. Màu xanh lá
của bản 9100 cho chúng ta cái trọng lượng là 84,8. Thì đây là các cái trọng lượng khá là phổ thông của Yonex, rơi vào khoảng tầm từ 84 cho tới hơn 85. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo cái điểm swing của từng cây vợt nhé. Hiện tại chúng ta sẽ tiếp tiến đến với cây màu xanh lá. Màu xanh lá cho chúng ta cái điểm swing là 83,5. Tiếp tới là cái điểm cân bằng của sản phẩm vợt. Ashok thì thường thường cho chúng ta cái điểm cân bằng khá là cao đấy anh em ạ. Ở đây tôi có thể nhìn thấy là 293 đến 295 mm. 293 đến 295 mm. Cây màu xanh nhé. Cây màu xanh. Tiếp đến là cây màu đỏ cho chúng ta cái điểm swing là bao nhiêu? Tám mươi bốn. Tiếp tới cái điểm cân bằng của sản phẩm màu đỏ này, tôi nghĩ các sản phẩm này chỉ thay thế nhau về màu thôi, còn về cái điểm của thông số của nó thì tương tự nhau. Đúng rồi, các cái sản phẩm cũng cho chúng ta điểm cân bằng khoảng tầm 292 tới 295, xê dịch theo từng sản phẩm một anh em nhé. Nó sẽ có cái khoảng đấy, tất nhiên là đo để đo chính xác ra thì nó cũng khá là khó, từng mm nhỏ nhỏ một thì nó khá là khó, nên là tôi sẽ đọc trong cái khoảng đấy cho anh em. Cuối cùng là sản phẩm màu tím trong cái dòng 9100 này, 83,5. Thì nếu mà được với cái điểm swing như thế này và cái điểm cân bằng như vậy thì tôi nghĩ là các sản phẩm này đều cho chúng ta một kiểu chơi giống nhau. Cây Astrox 9100 này tôi nghĩ cũng là một sản phẩm, thường thường dòng Astrox sẽ là một cái sản phẩm thiên về đánh tấn công. Đúng rồi, các cái sản phẩm đều từ ngưỡng 292 đến 295 mm điểm cân bằng, và cái điểm swing là 83,5 cho tới 84. Thì đây tôi nghĩ là các sản phẩm Astrox này cho chúng ta một cái sản phẩm 9100, Astrox Tour 9100, tôi nghĩ đây là một sản phẩm công thủ toàn diện. Tiếp tới với cái sản phẩm thứ hai ngày hôm nay là Astrox Tour 8500. Với 3 phiên bản màu thì chúng ta sẽ cân từng sản phẩm và xem đó là thiên công hay là lối đánh công thủ toàn diện. Vâng, màu đỏ cho chúng ta cái trọng lượng là 85,2 gram. Tiếp tới là màu xanh. Màu xanh cho chúng ta cái trọng lượng là 85,8. Và màu đỏ cho chúng ta cái trọng lượng là bao nhiêu? Màu đỏ cho chúng ta cái trọng lượng là 85,1. Thì hai sản phẩm so trung bình với nhau thì các cái sản phẩm Astrox Tour 9100 có cái trọng lượng hơi nhẹ hơn so với cả Astrox Tour 8500. Thì một cái sản phẩm 8500 khi tôi mới cầm vào thì cảm nhận nhé, cây 9100 này thì cảm thấy nó hơi hẫng đầu một tí, nhưng cái cây 8500 này thì khác đấy. Thì chúng ta bây giờ thử đo với cả cái máy swing này xem là nó có khác hay không nhé, xem cái điểm swing là bao nhiêu và điểm cân bằng là bao nhiêu. Tôi nghĩ là swing của sản phẩm 8500 sẽ cao hơn đó. Hiện tại cây màu cam cho chúng ta cái điểm swing là 85, và cái điểm cân bằng của sản phẩm vợt này tôi nghĩ đây là một sản phẩm đầm đầu. Đúng rồi, đây là một cây đầm đầu đây anh em ơi. Vâng, hiện tại tôi nhìn ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 297 cho tới 298 mm với sản phẩm Astrox Tour 8500. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm đến cái cây màu xanh này xem là nó điểm swing là bao nhiêu. 8500 màu xanh anh em nhé. Ok, 85, vẫn là 85. Thì cũng đúng như cái dự đoán của tôi lúc ban đầu thôi anh em ơi. Đúng là mình cầm nhiều vợt rồi. Lên nhá, lên rồi. Đúng là tôi cầm nhiều vợt rồi, có khác. Cầm vát biết ngay con nào thiên công, thiên về lối đánh công thủ toàn diện ngay. Đúng là nhà bán vợt, có khác anh em nhỉ? Anh em công nhận không? Đúng là nhà bán vợt. Đúng thế, điểm cân bằng của nó cũng rơi khoảng tầm 295-296. Đấy, 295-296 thì cũng như anh em biết là trên 295 thì chúng ta có thể nhận xét đây là một cái thiên công rồi. Từ 290 tới 295 thì toàn diện, dưới 290 thì tôi nghĩ là phản tạt thôi. Anh em chúng ta cứ nhận định như thế cho nó rõ. Cây màu đỏ cho chúng ta cái điểm cân bằng no. Phải đi. Đúng thế, 296 đến 297. Thì các cái sản phẩm này thì đều trên 295 cả, các sản phẩm Tour 8500. Thì nốt con này thì tôi có thể đánh giá được dòng Tour 5500 là sản phẩm thiên công này, nếu mà nó 84,5 hoặc 85.
Đúng thật, con này là 85,5, thì chắc là từ 85 tới 85,5. Thì đây là, xin thưa với anh em, khi chúng ta đã đo xong các cái thông số của các cây vợt thì chúng tôi có thể nhận xét với anh em rằng sản phẩm Astroc Tour 9100 là một sản phẩm công thủ toàn diện. Đấy, giúp các anh em có những cái quả khi muốn công sau chúng ta cầm sâu về công sau cũng được. Khi muốn thủ chúng ta có cái đầu linh hoạt để chúng ta có thể thủ nhanh. Còn sản phẩm Astroc Tour 8500 thì xin thưa với anh em đây là một cây thiên công. Thì tất nhiên là thủ thì nó sẽ chậm rồi. Thì đó là các cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào cái cảm nhận thực tế của riêng tôi về các cái sản phẩm này. Thì về cảm nhận của tôi về hai sản phẩm này thì y rằng là dòng tua tôi rất thích. Nếu mà trong cái tầm giá dưới 2 triệu của Yonex thì từ trước đến nay tôi vẫn nói là các cái dòng mà ưu việt, bởi vì thứ nhất là được sản xuất ở Nhật thì cái độ tỉ mỉ của sản phẩm vợt nó đã được tốt hơn. Với cái thứ hai là dòng tua rất vừa với túi tiền nhưng chúng ta có thể chơi được dễ dàng. Người mới tập chơi có thể phù hợp, người chơi phong trào có thể phù hợp và những người chơi khá thì cũng có thể sử dụng được, không quá bị rung và lắc. À, về sản phẩm tua thì nó cũng không, tôi cũng không còn gì để miêu tả về cái độ 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 ngon của nó nữa, bởi vì là nó trong cái tầm giá trung tiền như thế của Yonex thì tôi đánh giá dòng này cao hơn cả 68 ngày xưa nhé. Ví dụ như các cái dòng 68 ngày xưa thì tôi nghĩ không bằng, kể cả các cái sản phẩm cũ như Astroc 6, Astroc 7 tôi nghĩ nó cũng không thể bằng cái dòng mà dòng tua được. Có các sản phẩm Asaber Tour, Narai Tour, Voltage Tour hay là hiện tại là Astroc Tour thì tôi nghĩ là dòng tua ngon hơn dòng AX6, AX7 và 68D, 68S ngày trước. Đấy. Thì hôm nay chúng ta đã đi xong hai cái sản phẩm mới là Astroc Tour 9100, Astroc Tour 8500. Thì không biết là anh em nào đã chơi chưa? Còn tôi thì tôi chưa chơi. Nếu mà một trong một ngày gần nhất mà tôi có dịp chơi thử cây này thì tôi sẽ có cái phần cảm nhận tới cho anh em. Còn anh em nào mà đã chơi rồi thì hãy để cảm nhận của mình ở phần bên dưới. Còn anh em nào mà muốn xem sản phẩm vợt như thế nào thì hãy qua FB Shop nhé. Thôi, hôm nay cũng là kết thúc video clip. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip sắp tới từ FB Shop. Anh em nào thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Nhớ like, subscribe kênh YouTube FB Shop và nhớ nút chuông để đón chờ những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.